Kinh Đại Bảo Tích, Việt dịch Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh, xuất bản Bàn Văn hóa Thành Hội, Thành phố Hồ Chí Minh, Phật lịch 2543, Dương lịch năm 1999. Pháp Hội Hư Không Tạng Bồ Tát thứ 55. Như vậy tôi nghe, một lúc Đức Phật ở trên nhà Diệu Bửu trang nghiêm giảng đường, chỗ sở hành của Như Lai. Như Lai oai thần đại công đức, trang nghiêm đầy đủ các tướng tốt, nhân nơi bổn hành Phật địa, được báo cung điện Bồ Tát xưng tán vô lượng, do thần lực Như Lai kiến lập, nhập vô ngại trí, hành xứ, sanh hỷ duyệt thù thắng, tư duy quán niệm tinh tiến, trí huệ phân biệt, xảo thuyết các công đức như vậy đều đầy đủ. Dược đời sau khen ngợi rằng, Đức Thế Tôn chánh giác, khéo chuyển pháp luân, khéo có thể điều thuận tất cả chúng sinh, ở trong các pháp đều được tự tại, biết các chúng sinh tâm họ hướng đến chỗ nào, khéo có thể rốt ráo, phân biệt tất cả các căn, khéo dứt hết những tạp khí không còn dư. Phật sự được làm tự nhiên thành tựu, cùng chúng đại tỳ kheo, 600 vạn người câu hội, chư đại tỳ kheo ấy, tâm đã điều nhu kiết sử, đã dứt. Đều là con của Như Lai Pháp Vương, hành pháp thầm thâm, khéo có thể biết rõ pháp vô sở hữu, thân các ngài đoan chánh xinh đẹp, đầy đủ oai nghi. Đều là đại phước điền, an trụ trong giáo pháp của Đức Như Lai. Còn có chư đại Bồ Tát tăng câu hội, chư đại Bồ Tát này đã trải qua tất cả các hành mà chẳng bỏ sở hành của Bồ Tát, được vô sanh nhẫn, mà đối với các chúng sinh chẳng xả đại bi, quả các thế gian mà thuận thế pháp siêng hóa độ chúng sanh, cũng có thể khéo nhập vào chỗ sở hành của Như Lai, mà lại chẳng rời chỗ sở hành của Bồ Tát. Danh hiệu các ngài là Nhật Phổ Minh Bồ Tát, Vô Ngại Nhãn Bồ Tát, Nhất Thiết Pháp Tự Tại Vương Bồ Tát, Vô Ngại Hành Xứ Bồ Tát, Phân Biệt Biện Giác Bồ Tát, Tịnh Vô Lượng, Võng Minh Đăng Vương Bồ Tát, Bất Nhiễm Hành Xứ Bồ Tát, Hoại Ma Giới Phóng Quang Minh Bồ Tát, Có Bất Khả Kế, A Tăng Kỳ, Bất Khả Tư, Bất Khả Xưng, Bất Khả Lượng, Vô Tề Hạn, Bất Khả Thuyết, Bồ Tát Ma Ha Tát như vậy câu hội. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói hạnh xuất yếu của chư Bồ Tát, gọi là Vô Ngại Pháp Môn, trang nghiêm Bồ Tát Đạo, thành tựu Phật Pháp thập lực tứ vô sở úy, được biết các Pháp tự tại, nhập vào môn Ấn Đà La Ni, nhập vào môn Phân Biệt Biện Luận, nhập vào môn Đại Thần Thông, nhập vào môn Bất Thối Chuyển, Luân Chư Thừa Bình Đẳng, nhập vào môn Nhất Tướng, Pháp Giới Vô Phân Biệt, nhập vào môn Thuyết Pháp, Tùy Chúng Sanh Căn, Giải Liễu Sai Biệt, nhập vào môn Kiên Pháp Phân Biệt, Phá Ma Giới Thiện Thuận Tư Duy, nhập vào môn Vô Ngại Trí Huệ, đoạn trừ kiết sử kiến chấp, nhập vào môn Vô Đẳng Nguyện Phương Tiện Trí, nhập vào môn Chư Phật Đẳng Trí, nhập vào môn Chư Pháp Vô Ngại Như Thiệt Phân Biệt, nhập vào môn Vô Biến Dị Hình Đẳng Pháp, nhập vào môn Thậm Thâm Thập Nhị Nhân Duyên, nhập vào môn Công Đức Trí Huệ Trang Nghiêm Phật Thân Khẩu Ý, nhập vào môn Kiên Cố Tư Duy Tinh Tiến Niệm Huệ Vô Tận, nhập vào môn Tứ Thánh Đế Vì Điều Phục Hàng Thanh Văn Vậy, nhập vào môn Viễn Ly Thân Tâm Hành Vì Điều Phục Hàng Bích Chi Phật Vậy, nhập vào môn Thọ Ký Nhất Thiết Trí Vì Điều Phục Hàng Bồ Tát Vậy, nhập vào môn Chư Pháp Tự Tại Vì Hiển Phật Công Đức Vậy, khai thị giải nói hiển thị cho người được điều phục, khiến họ được hiểu, dạy họ đọc, sắp đặt thứ tự mở bài phân biệt, khiến dễ tùy thuận chánh thuyết. Lúc Đức Thế Tôn khéo phân biệt phương tiện nhập vào Phật Pháp như vậy,
toàn cõi đại thiên thế giới này, tất cả sắc màu hình tượng như núi Thiết Vi, núi Tu Di, các hắc sơn, tứ thiên hạ, thành ấp tụ lạc trong Diêm Phù Đề, đại hải giang hà, cỏ cây lùm rừng, cung điện của rồng, dạ xoa, càn thác bà, Atula, câu lâu la, khẩn na la, ma hầu la già, cung điện của địa thần, của hư không thần, cung điện của trời tứ thiên vương, đào lợi thiên, dạ ma thiên, đầu xuất đà thiên, hóa lạc thiên, tha hóa tự tại thiên, cung điện của phạm thiên, đến sắc cứu cánh thiên, cùng sắc thân của các chúng sanh, thảy đều bị che ẩn mắt không thấy được, dường như là lúc kiếp tận, sau khi hỏa tai, khởi kẻ đại địa đều cháy tan, mà đại thủy chưa xuất hiện. Lúc bấy giờ, không còn có một màu sắc, một hình tượng nào làm đối tượng cho nhãn căn cả. Cõi đại thiên thế giới lúc bấy giờ cũng giống như vậy, không có một chút hình sắc, nhiếp về dục giới và sắc giới. Duy trừ những sắc tượng được thấy trong nhà diệu bửu trang nghiêm đường. Bấy giờ ở hư không, nơi chẳng có y tựa, phía trên nhà diệu bửu trang nghiêm đường, tự nhiên có vô lượng trăm ngàn na do tha bửu đài trang nghiêm, vi diệu, được thế gian thích thấy, như thế giới đại diệu, trang nghiêm quốc độ của Đức Phật, nhất bửu trang nghiêm đài báo của chư Bồ Tát ngồi. Các đài báo này cũng như vậy, thấy chư đại chúng ngồi trong bửu đài. Trong nhà diệu bửu trang nghiêm đường, tự nhiên hiện ra tòa sư tử bằng chân kim tịnh diệu cao 10.000 do tuần, phát ra quang minh tịnh diệu soi khắp cả đại thiên thế giới này. Ánh sáng ấy làm lúc mất ánh sáng của chư Bồ Tát. Lúc bấy giờ, đại chúng hoan hỷ hớn hở, tâm tình vui đẹp khen chưa từng có, chắp tay hướng Phật bạch rằng: Đức Như Lai ngày hôm nay quyết định nói đại pháp nên hiện thoại ứng này. Tôn giả Xá Lợi Phất thừa oai thần của Phật, từ bửu tòa đứng dậy, chỉnh lại y phục, chịch bày vai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay hướng lên Phật mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đây là thoại tướng gì, có những sự sanh lòng vui đẹp, thù thắng phát hiện đại thần biến như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, đại chúng đây đều nghi hoặc, mong Đức Như Lai nói nhân duyên gì mà hiện ra sự vĩ tàng hữu này. Đức Phật nói: Này Xá Lợi Phất, phương đồng cách đây quá số thế giới như số vi trần của tám Phật thế giới, có quốc độ tên Đại Trang Nghiêm. Phật hiệu nhất bửu Trang Nghiêm Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, này hiện tại thuyết pháp. Có nhân duyên gì mà cõi ấy có tên là Đại Trang Nghiêm? Vì những sự trang nghiêm ở cõi ấy, dầu nói rộng ra, đến một kiếp cũng chẳng hết, vì lẽ ấy mà có tên là Đại Trang Nghiêm. Lại có nhân duyên gì mà Đức Phật ở cõi Đại Trang Nghiêm ấy hiệu là Nhất Bửu Trang Nghiêm? Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai ấy nhân một báu mà thuyết pháp, đó là báu Đại Thừa Vô Thượng vậy. Do đây mà hiệu là Nhất Bửu Trang Nghiêm Như Lai. Đức Phật Nhất Bửu Trang Nghiêm ấy cùng chư Bồ Tát đều lên ngồi tòa sư tử, vọt ở hư không cao bằng 80 ước cây đa la. Phật vì chư Bồ Tát nói pháp môn hư không ấn. Sao gọi là pháp môn hư không ấn? Như tất cả pháp lấy hư không làm môn, vì không có trụ xứ vậy. Môn vô trụ xứ của tất cả pháp, vì không có hình tướng vậy. Môn vô hình tướng của tất cả pháp, vì quả các hành xứ vậy. Môn vô hành xứ của tất cả pháp, vì trong ngoài thanh tịnh vậy. Môn thanh tịnh của tất cả pháp, vì tánh nó không ô nhiễm vậy. Môn vô nhiễm của tất cả pháp, vì tự tánh tịch tỉnh vậy. Môn tịch tỉnh của tất cả pháp, vì vốn không có tâm ý thức vậy. Môn vốn không của tất cả pháp, vì rời lìa vật và chẳng phải vật vậy. Môn không có vật
của tất cả pháp, vì không có giáo tướng vậy. Mồm không có giáo tướng của tất cả pháp, vì không có hình đoạn vậy. Mồm không có hình đoạn của tất cả pháp, vì rời lìa nhân duyên cảnh giới vậy. Mồm không có nhân duyên cảnh giới của tất cả pháp, vì tướng tịch diệt vậy. Mồm tịch diệt của tất cả pháp, vì rời lìa hai tướng vậy. Mồm vô nhị của tất cả pháp, vì xả biệt dị vậy. Mồm không có dị biệt của tất cả pháp, vì nhập vào nhất tướng vậy. Mồm nhất tướng của tất cả pháp, vì tự tướng thanh tịnh vậy. Mồm tự tướng thanh tịnh của tất cả pháp, vì quá tam thế vậy. Mồm quá tam thế của tất cả pháp, vì chẳng rời bình đẳng vậy. Mồm chẳng rời bình đẳng của tất cả pháp, vì tướng ảo hóa chẳng phải tướng vậy. Mồm ảo hóa tướng của tất cả pháp, vì thể chẳng thiệt vậy. Mồm không có thể của tất cả pháp, vì không có tác tướng vậy. Mồm vô tác của tất cả pháp, vì thân tâm xa lì vậy. Mồm viễn ly của tất cả pháp, vì lì tướng, lì vô tướng vậy. Mồm vô tướng của tất cả pháp, vì tướng bất động vậy. Mồm tướng bất động của tất cả pháp, vì không có chỗ y dự vậy. Mồm không có y xứ của tất cả pháp, vì an trụ vô tế vậy. Mồm không có tế hạn của tất cả pháp, vì không có ổ hang vậy. Mồm không có ổ hang của tất cả pháp, vì không có ngã sở vậy. Mồm không có ngã sở của tất cả pháp, vì không có chủ vậy. Mồm vô chủ của tất cả pháp, vì tánh vô ngã vậy. Mồm vô ngã của tất cả pháp, vì nội thanh tịnh vậy. Này Xá Lợi Phất, Đức Nhất Bửu Trang Nghiêm Như Lai, vì chư Bồ Tát mà nói rộng pháp môn hư không ấn như vậy. Lúc Đức Như Lai ấy nói pháp có vô lượng a tân kỳ, chư Bồ Tát hiểu biết các pháp tánh cùng hư không bình đẳng, ở trong các pháp được vô sanh nhẫn. Này Xá Lợi Phất, ở quốc độ Đại Trang Nghiêm ấy, chỗ Phật Nhất Bửu Trang Nghiêm có một Đại Bồ Tát tên là Hư Không Tạng, dùng Đại Trang Nghiêm để tự trang nghiêm, nơi các nguyện bất khả tư nghị là tối thắng hơn cả, được oai đức trong tất cả công đức, được vô ngại tri kiến bất khả tư nghị, dùng Bồ Tát công đức để tự trang nghiêm, dùng các tướng hảo để trang nghiêm thân mình, tùy chúng sanh đáng được độ, dùng thiện thuyết pháp trang nghiêm miệng mình, dùng bất thối định trang nghiêm tâm mình, dùng các tổng trì trang nghiêm niệm, nhập vào các pháp vi tế trang nghiêm ý, thuận quán pháp tánh trang nghiêm tinh tiến, dùng kiên cố thệ trang nghiêm trí thuần, dùng quyết định xong trang nghiêm việc được làm, từ nhất địa đến nhất địa trang nghiêm cứu cánh, xả các sở hữu trang nghiêm bố thí, dùng tâm thanh tịnh, lời nói lành trang nghiêm giới, với các chúng sinh, tâm không chướng ngại trang nghiêm nhẫn nhục, các sự việc đều trọn đủ trang nghiêm tinh tiến, nhập định du hỷ thần thông trang nghiêm thiền, khéo biết phiền não tập khí trang nghiêm bát nhã, vì cứu hộ chúng sinh trang nghiêm từ tâm, chẳng bỏ rời các chúng sinh trang nghiêm lòng bi, tâm không do dự trang nghiêm nơi hỷ, rời lìa các ghét thương trang nghiêm nơi xả, du hỷ các thiền định trang nghiêm thần thông, được tay vô tận bửu trang nghiêm công đức, phân biệt rõ tâm hành các chúng sinh trang nghiêm trí, dạy chúng sinh nhẫn pháp lành trang nghiêm nơi giác, được huệ sáng sạch trang nghiêm huệ minh, được đúng nghĩa pháp và từ trang nghiêm biện tài, phá ma và ngoại đạo trang nghiêm nhẫn vô úy, được Phật vô lượng công đức để tự trang nghiêm, thường dùng các lỗ long thuyết pháp để trang nghiêm nơi pháp, thấy pháp minh của chư Phật để trang nghiêm tự minh, hay soi sáng các Phật quốc độ để trang nghiêm quang minh, lời nói không có lỗi lầm để trang nghiêm sở thuyết, thần thông theo chỗ thích nói để trang nghiêm giáo thọ, thần thông đến rốt ráo bốn thần túc để trang nghiêm biến hóa, thần thông nhập vào chỗ bí mật của Phật để trang nghiêm chư Như Lai,
thần thông tự giác ngộ chánh trí để trang nghiêm pháp tự tại. Như thuyết mà làm, không gì có thể phá hoại được để trang nghiêm tất cả thiện pháp kiên cố. Này Xá Lợi Phất, hư không tạng Đại Bồ Tát ấy thành tựu vô lượng công đức như vậy. Nay cùng 12 ức Đại Bồ Tát đồng phát ý muốn đến thế giới Ta Bà này, lễ lại ta, cúng dường cung kính vây quanh. Cũng vì kinh Đại Phổ Tập này mà phân biệt ít phần pháp môn, lại cũng vì chư Bồ Tát từ mười phương đến hội sanh Đại Pháp Minh, lại vì tăng ít khai pháp Đại Thừa, lại vì thọ trì Như Lai Pháp, lại vì vô lượng chúng sanh phát sanh thiện căn, lại vì dùng thiện pháp điều phục các ma và ngoại đạo, lại vì thị hiện Bồ Tát du hỷ thần thông vậy. Hư không tạng Đại Bồ Tát ấy muốn đến đây nên trước có thoại ứng như vậy. Lúc Đức Thế Tôn nói sự ấy rồi, hư không tạng Bồ Tát cùng 12 ức Đại Bồ Tát cung kính vây quanh, đồng đến chỗ Đức Nhất Bửu Trang Nghiêm Như Lai bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con muốn đến Ta Bà thế giới lễ bái cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Nhất Bửu Trang Nghiêm Phật nói: Các ông muốn qua đó thì tùy ý, nên phải biết thời. Hư không tạng Đại Bồ Tát cùng chúng Đại Bồ Tát liền đảnh lễ chư Phật Nhất Bửu Trang Nghiêm, đi nhiễu bên hữu bảy phòng. Thừa Phật du hỷ, Bồ Tát thần thông bỗng nhiên chẳng hiện, trong thời gian khoảng một niệm đến nhà Bửu Trang Nghiêm đường trên đài Diệu Bửu. Hư không tạng Đại Bồ Tát mưu diệu hoa hương cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng cúng dường kinh Đại Phổ Tập, đó là những hoa mạng Đà La, hoa ma ha mạng Đà La, hoa mạng Thù Sa, hoa ma ha mạng Thù Sa, hoa ba lợi chất Đà La, hoa ma ha ba lợi chất Đà La, hoa lô giá na, hoa ma ha lô giá na, các loại hoa trên đất, dưới nước lớn bằng bánh xe, hoa trăm cánh, ngàn cánh, hoa trăm ngàn vạn cánh, tất cả hoa đều phát ánh sáng, mùi hương vi diệu, sắc hoa hương hoa làm vui đẹp tâm nhãn mọi người. Những hoa thơm đẹp tươi sáng như vậy tuôn xuống đầy trong nhà Diệu Bửu Trang Nghiêm đường, chất cao một cây đa la. Còn có các thứ thiên nhạc phát ra tiếng vô lượng pháp môn, những là tiếng nhạc hiệp với đàn ba la mật, thi la ba la mật, nhẫn ba la mật, tiếng ba la mật, thiền ba la mật, Bát Nhã Ba La Mật, tiếng nhạc hiệp với tứ vô lượng tâm, hiệp với tứ nhiếp pháp, hiệp với trợ đạo pháp, hiệp với tam giải thoát môn, hiệp với tứ thánh đế, hiệp với thập nhị nhân duyên. Cúng dường xong, hư không tạng Bồ Tát đảnh lễ chư Phật, hữu nhiễu bảy phòng, rồi đứng qua một phía bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Nhất Bửu Trang Nghiêm Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, thăm hỏi Đức Thế Tôn ít bệnh, ít não, đi ở an ổn vui vẻ. Đức Nhất Bửu Trang Nghiêm Như Lai lại còn nói có 12 ức Bồ Tát cùng hư không tạng Bồ Tát đồng đến Ta Bà thế giới, mong Đức Thế Tôn vì họ nói pháp thạm thâm, khiến họ được tự nhiên trí, cũng khiến họ thành tựu đại pháp quang minh, rồi sẽ trở về quốc độ Đại Trang Nghiêm. Tại vì sao? Do Đức Thế Tôn từ xa xưa đã từng giáo hóa chúng Bồ Tát này phát tâm vô thượng Bồ Đề vậy. Bạch lời trên xong, hư không tạng Đại Bồ Tát ngay trên đỉnh Đức Thế Tôn hóa hiện lộng bẩu lớn rộng 10.000 do tuần, cản bằng thanh lưu ly, cộng bằng trơn sang hô bửu, lập bằng lưu ly bửu và vàng diêm phù đàn, rủ thòng những mảnh lưới chuỗi ngọc bằng diệu trơn châu, có những linh, những lạc rêu tiếng hòa diệu, lộng ấy phát sáng chiếu suốt mười phương, cùng xen với các loại hoa hương đẹp sáng. Đối với công đức bất tư nghị của Đức Thế Tôn, hư không tạng Đại Bồ Tát lòng rất kính trọng, chắp tay hướng lên Phật nói kệ khen ngợi rằng: Pháp nghĩ trí huệ đấng tối thắng, bổn tịnh vô cấu vô sợ trước, như hư không chẳng nhiễm ô, tôi lại dưới chân thánh bất động, công hạnh không sánh không bờ đáy, hiện pháp nghiêm thần rất thù thắng,
trần pháp thần Phật như hư không, khắp trùng đại bi mà tế độ, nhân thiên đạo sư hay thị hiện, trăm phước trang nghiêm thân thế tôn, dứt các ngôn ngữ không âm vang, lì các ngôn thuyết không hỷ luận. Dầu biết như vậy mà hiện nói, vô tánh chúng sanh khiến họ vui, tâm chẳng phải tâm được tâm ấy, biết được chẳng tâm tánh ảo hóa. Khéo biết chúng sinh tâm hành tánh, mà hay chẳng trụ tâm bị ngã, vì hiện oai nghi để độ chúng, thần thiện thể không tác chẳng tác. Phật biết chúng sanh theo chỗ thích, liền hay thị hiện thân như vậy. Thế Tôn nơi Pháp chẳng chấp ngã, chẳng có nhớ tưởng trụ nơi Pháp, hay biết do Pháp nào được độ, rồi theo đáng nên nói đúng cơ. Đại chúng khác ngưỡng nhìn Thế Tôn, hy hữu trong đời không gì sánh. Thế Tôn thị hiện mà vô tâm, nhưng khiến đại chúng đều vui đẹp. Các Pháp như vậy theo duyên sanh, hư vô tịch mịnh chẳng chân thiệt. Thế Tôn khéo biết Pháp như vậy, được đến Niết Bàn đạo thanh lương. Bỏ nhị biên chẳng trụ trung đạo, biết giả chẳng nhơn không tự tánh. Các Pháp như vậy không tác giả, khéo nói nghiệp quả chẳng đoạn thường. Chẳng phải chúng sanh thọ mạng nhơn, tịch tỉnh không tên như hư không, như thiệt phân biệt không chúng sanh, an trụ đại chúng đến cam lộ. Xưa tu nhiều kiếp bất tư nghị, cầu sức tinh tiến đại bồ đề, diệu hạnh được làm nay đã thành, nghĩ đến không đến đều tỏ biết. Tất cả các pháp thượng trung hạ, đều biết bình đẳng thường không khác, người trí chỗ biết biết không chấp. Vì vậy Thế Tôn định không loạn, âm nhập xứ giới như ảo hóa, tam giới đều như trăng trong nước. Chúng sanh hư ngụy tánh như mộng, do trí phân biệt nói pháp ấy, thể nhân giả xưng gọi đắc đạo, thì không có tướng đắc không đắc. Như đạo không đắc pháp không chuyển, như pháp không chuyển không người độ. Thế nên độ chúng khỏi tử lưu, tự độ độ tha hết điên đảo, khéo hay an ủi người khổ não. Mình người diệt khổ đến vô vi, chúng sanh không niết bàn, chúng sanh bổn tịnh bất khả đắc, đạo về chúng sanh dường ảo mộng, tự giác như vậy giác nhiều người, như trong hư không chẳng thấy sắc, tất cả chúng sanh sắc cũng vậy, các pháp lì sắc lì tướng sắc, biết được sắc ấy thì được lì. Dùng các dụ hay khen ngợi Phật, chấp kiến khen Phật là bán Phật, Phật đức như không vô sai biệt, vô hạn vô lượng là khen Phật, lại đấng tự tịnh cũng tịnh tha, vô duyên vô tâm nhập vi tâm, như Phật công đức Thế Tôn biết, như Phật công đức nay tôi lại, hay biết chúng sanh không có ngã, biết các pháp tế là ly dục. Người thấy pháp thân là thấy Phật, tức là cúng dường mười phương Phật. Hư không tạng Bồ Tát nói kệ ấy rồi, liền lúc ấy, nhà đại bửu trang nghiêm đường, cùng tất cả các bửu đài trên hư không, chấn động sáu cách. Tất cả đại chúng tam thanh tịnh vui vẻ, hớn hở khen chưa từng có. Đồng nói hư không tạng Bồ Tát, khéo có thể nói diệu kệ ấy. Nếu có thiện nam thiện nữ, làm được pháp ấy, thì cho đến trong mộng, chẳng thấy có pháp, lần lần sẽ được sư tử hống, như hư không tạng Bồ Tát. Nếu có thiện nam thiện nữ, làm được pháp ấy, thì cho đến trong mộng, chẳng thấy có pháp, lần lần sẽ được sư tử hống, như hư không tạng Đại Bồ Tát. Hư không tạng Đại Bồ Tát nói những diệu kệ khen Phật rồi bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, có ít điều muốn hỏi, mong Thế Tôn cho phép. Nếu được Phật cho phép mới dám thưa hỏi, tại sao? Vì Đức Thế Tôn có vô lượng tri kiến, hay biết được chúng sinh, có căn, có thuần thục, có chưa thuần thục. Vì Đức Thế Tôn sáng suốt, trừ bỏ các tối tâm. Vì Đức Thế Tôn rõ nghĩa khéo nói phân biệt rành các cũ nghĩ. Vì Đức Thế Tôn biết thời giờ, chẳng quá hạn. Vì Đức Thế Tôn chỗ nói, chẳng lầm, đúng như lời mà làm chẳng sai. Vì Đức Thế Tôn biết thời giờ, tùy sở hành của chúng sanh mà thuyết pháp. Vì Đức Thế Tôn khéo du hỷ thông, đạt các thần thông.
Vì Đức Thế Tôn khéo chân thiệt, quán tâm hành của chúng sanh. Vì Đức Thế Tôn rất không ô nhiễm, ở trong các pháp được đại tự tại. Vì Đức Thế Tôn tự tỏ ngộ, giác liễu các pháp. Vì Đức Thế Tôn chế ngự tà kiến chúng sanh, dạy cho họ vào chánh kiến. Vì Đức Thế Tôn là Đại Y Vương, có thể làm cho vô thủy thế giới chúng sanh dứt hẳn các bệnh não. Vì Đức Thế Tôn đại lực thành tựu thập lực. Vì Đức Thế Tôn vô úy, thành tựu tứ vô úy. Vì Đức Thế Tôn tối thắng, thành tựu thập bát bất cộng pháp. Vì Đức Thế Tôn đại từ, cứu tế tất cả chúng sanh, tâm thường vô ngại. Vì Đức Thế Tôn đại bi hành tri kiến, vô ngã cứu khổ tất cả chúng sanh. Vì Đức Thế Tôn đại hỷ hành, thiền định giải thoát tam muội đến cứu cánh. Vì Đức Thế Tôn đại xả hành, dứt tất cả ghét thương, tầm như hư không. Vì Đức Thế Tôn được bình đẳng, giác liễu các Phật Pháp vô ngại. Vì Đức Thế Tôn không có lòng ghét thương, cứu cánh thanh tịnh, khen chê không lay động được. Vì Đức Thế Tôn không có hy vọng trí huệ, đầy đủ nơi lợi dưỡng, kính khen không mong cầu. Vì Đức Thế Tôn tất cả tri kiến, tất cả Phật hành xứ đều đã được cứu cánh. Bạch Đức Thế Tôn, tôi biết được Đức Thế Tôn có vô lượng vô biên công đức thành tựu như vậy. Vì thế ở trong các pháp môn, tôi có ít điều muốn hỏi. Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni So ha ha.